Chiều ngày 13 tháng 5, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức chương trình trao giải cuộc thi Cuốn sách tôi yêu lần thứ 2 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-2022. Tham dự chương trình có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông, các viên chức, giảng viên và sinh viên của nhà trường. Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, cuộc thi cuốn sách tôi yêu lần thứ 2 là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, chứng minh rằng sách không phải là chỉ ở trên giấy mà sách ở khắp mọi nơi, trên mọi chất liệu. Sách là niềm tự hào và là điểm tựa của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng. Hướng tới lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và hôm nay trong ngày lễ đầy ý nghĩa của tháng 5 hướng tới sinh nhật Bác, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội của chúng ta tổ chức cái giải cuốn sách tôi yêu lần thứ 2. Đồng thời, Tiến sĩ Lê Thanh Huyền cũng gửi lời cảm ơn đến các vị đại biểu khách quý, các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về chương trình. Hướng tới lời dạy của Bác, bên cạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã luôn quan tâm, chú trọng đến sự phát triển của văn hóa đọc mà trọng tâm là thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc. Cuộc thi cuốn sách tôi yêu được tổ chức nhằm giúp các sinh viên nói riêng, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhà trường nói chung tiếp tục nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa đọc, xác định việc học, học nữa, học mãi, học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại là việc làm vô cùng cần thiết và phải được thường xuyên coi trọng. Sau hơn 20 ngày tổ chức thực hiện từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4, cuộc thi đã nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi. Các bài viết đến từ các bạn sinh viên, nhóm sinh viên ở cả 3 khu vực Hà Nội, phân hiệu Quảng Nam và phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thời gian nhận bài, ban tổ chức đã tiến hành chấm và lựa chọn các tác phẩm dự thi ấn tượng để trao giải. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tập thể lớp DH2105QTVD, trao 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và 6 giải cá nhân đạt giải triển vọng trong cuộc thi. Trong khuôn khổ của chương trình, ban giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã trao bằng khen, tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động cộng đồng của nhà trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.